Những ngày qua, trên diễn đàn mạng được hội học sinh, sinh viên tham gia đông đảo, xuất hiện hình ảnh một cô giáo thực tập xinh đẹp, gây chú ý đặc biệt. Trong bức hình mà nữ sinh có tên Lê Quyền đăng tải, có hai cô giáo trẻ đang đứng trên bục giảng và cô giáo đứng bên tay trái được chú ý hơn cả. Với khuôn mặt trong sáng, nét đẹp dịu dàng, bức ảnh cô giáo thực tập mặc áo dài thước tha, đứng trên bục giảng nhận được rất nhiều sự chú ý của dân mạng. Cô giáo thực tập ở Nghệ An bỗng dưng nổi tiếng vì một bức ảnh chụp lén với lượt like kinh khủng. Có thể dễ dàng nhận ra, cô giáo chính hoàn toàn không hề hay biết có học sinh đang chụp hình mình. Bức ảnh chụp lén bất ngờ nhận về hơn 80.000 lượt yêu thích và hàng nghìn bình luận, đa phần đều dành những lời khen ngợi nhan sắc xinh xắn của cô giáo trẻ. Thậm chí, nhiều học sinh còn tuyên bố sẽ tình nguyện đi học cả ngày chủ nhật nếu được cô giáo xinh đẹp đứng lớp. Dân mạng cũng không quên truy tìm thông tin ngôi trường mà cô giáo đang thực tập. Qua loạt khoảnh khắc chụp lén với biểu cảm tự nhiên, đáng yêu, không ít người đã dành lời khen cho nữ giáo viên sở hữu nhan sắc chẳng kém gì qua gì. Liên hệ với người chụp bức ảnh, nữ sinh Lê Quyền, học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Trinh, Nghệ An cho hay, thật ra cô giáo này mới về thực tập trường em chứ không dạy lớp em. Các cô mới về trường sáng ngày 4 tháng 11 vừa qua nên em cũng chưa kịp hỏi nhiều thông tin về cô. Chỉ thấy cô xinh quá nên tụi em đi theo, thấy cô vào lớp kia bèn đưa điện thoại cho mấy em trong lớp mà cô vào thực tập nhờ chụp ảnh hộ. Các cô trẻ lắm, và cô nào cũng xinh cả, nhưng em thấy cô mặc áo dài hồng xinh nhất nên đi theo đến lớp cô dạy rồi chụp mỗi hình cô thôi. Theo tìm hiểu, được biết cô giáo trẻ có tên Phạm Thu Phương, sinh năm 1996, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Khi biết hình ảnh của mình được một số học sinh chia sẻ lên mạng xã hội, Thu Phương cho biết cô cảm thấy khá bất ngờ. Tuy nhiên, cô giáo thực tập chính cũng chia sẻ cảm thấy khá ngại ngùng vì bỗng dưng hình ảnh của mình trở nên hot trên mạng xã hội. Thu Phương khá kín tiếng, không muốn chia sẻ nhiều về đời tư và cho biết cô không muốn nổi tiếng hay được nhiều người chú ý vì sợ gặp phải những phiền phức không mong muốn. Theo chia sẻ của một số học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Trinh sau khi tiếp xúc với cô giáo Phạm Thu Phương thì cô rất hòa đồng, vui vẻ, dày gần khi lên lớp. Nữ sinh Lê Quyền nói, dù cô không dạy ở lớp bọn em nhưng hôm qua khi đi ngang cửa lớp, cô vẫn cười tươi, vẫy chào mọi người, thân thiện, dễ mến lắm. Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào với gương mặt le nhìn, làn da trắng cùng đôi mắt to tròn, dốc dáng cô giáo trẻ cũng rất cao ráo, thong thả. Với ngoại hình nổi bật như vậy, chẳng khó hiểu khi cô nàng gặp những ánh mắt cảm mến từ học trò và khiến nhiều thanh niên chỉ